sư cho con hỏi một vị luật sư khi bảo vệ thân chủ bị sát hại của mình mà đòi tòa phải xử bản án nặng nhất cho kẻ sát nhân là tử hình, thì vị luật sư đó có phạm tội sát sanh không? Vì vị luật sư ấy bảo người khác phải giết. Thì quý vị học luật rồi nhé. Thứ nhất là tự mình giết, hai là bảo người khác giết, thì nó đều là phạm giới, nên nó đều là phạm giới sát sanh. Và cái thứ ba đó là mình thấy người ta làm ác mà mình vui theo á, thì nó sẽ làm cho cái giới mình bị ô nhiễm. Ví dụ như một số cái tên gọi là phạm những cái tội tày trời đó, mà mình mong cho người ta chết, mình mong người ta bị tử hình, tới hồi mà người ta bị phán án tử hình mình cảm thấy hả hê á, thì cái đó là mình thấy ác là mình vui theo, thì đó thì nó sẽ làm cho cái giới mình nó bị ô nhiễm. Thành ra là mình chỉ cần mình hiểu giới là đủ. Không biết hai về cái vấn đề này thì hai vị có cái bổ sung gì Ra nói cũng được mà cho qua cũng được, à, cho qua hết. qua cũng có gì hết. À, thưa quý vị, sư thiên tiếp lời để thanh tuệ nói cái câu hỏi mới nãy, tại vì cái câu hỏi này là nó câu hỏi này nó cái vị này đặt câu hỏi nè, nó không biết giờ mình có thể là xem lại câu hỏi đó không ta? Sorry. Đó rồi, nhưng mà vẫn nhớ. Đại loại như vậy là cái câu mấu chốt câu hỏi, như câu hỏi đó như vậy nè. Ở đây quý sư xin xác định rõ rõ một điều là cái gì, là ở đây á, cái nãy á, vị đạo hữu đó đặt câu hỏi là nói á, cái vị luật sư đó đó là có cái trạng thái tâm mà muốn 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 cái bằng là muốn cái Muốn người hung thủ hung thủ là chết, cái vị hiểu không ạ? Có nghĩa là cái trong cái bối cảnh đó đó, câu hỏi đó đó, trong cái bối cảnh đó, câu hỏi đó, cái vị đạo hữu đó đặt câu hỏi là cái tâm của vị luật sư đó muốn như vậy. Cho nên quý vị phải ghi nhận điều này nha. Tại vì nhiều khi á, lỡ siêu anh tệ trả lời á, trong bối cảnh câu hỏi này rất là đúng, nhưng mà lỡ nhiều khi cái clip này nè được được cắt ghép á, rồi á, lan truyền ra, rồi lại không khéo á, rồi quý vị lại nói á, là sư hạnh tuệ nói là luật sư là hành nghề luật sư hay kiểu gì đó, là nói người ta là nghĩa là phạm giới sát sanh đó, có nghĩa là phạm giới gì đó, gì một cái nghề vô đạo đức. Tại vì thời gian gần đây ở trên mạng có một hình như là có một vấn đề scandal phải không, thì sư không chỉ đích danh cũng nói về cái vụ luật sư đó, nhưng mà sư vẫn chưa không hiểu cái cội 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 nguồn cái câu chuyện nó như thế nào phải không. Nhưng mà rồi á, phần lớn số đông á, ngay cả các vị luật sư cũng vậy, vô chỉ trích cái vị đó rất là nhiều. Hình như sư biết là vị đó vị thầy vị sư gì đó, sư cũng không có rõ ràng phải không. Cho nên đó là ở đây là sư xin nhấn mạnh trong cái bối cảnh, trong cái câu hỏi này không, là cái vị đạo hữu này nói là cái vị luật sư đó có tâm muốn đòi hỏi là phải giết cái người hung thủ này nè để bào chữa, để đưa cái bản án cao nhất là giết cái đó. Để thì nếu mà bảo giết đó, thì nãy để thanh tệ nó trình bày rất là đúng, có nghĩa là khi chúng ta bảo bảo giết mà đủ năm chi á, năm chi trong giới sanh thì vẫn gọi là sanh rồi. Xin cứ nhấn mạnh cái ở đây để tránh có những cái điều mà nó không hay nó xảy ra lỡ câu hỏi này. Xin kết thúc trả lời. Rồi, mời sư chấm tâm. Thì nếu nếu mà ở đây mới nhớ lại cái chuyện của cái cô vợ tôi đồ quần, cô vợ dự lưu của thợ săn chơi hữu, khi mà cổ hàng ngày cổ chuẩn bị cung tên cho thức ăn thức uống cho chồng đi săn á, thì các vị khác mới hỏi là các vị phàm tăng á, các vị mới hỏi là một người tu hành tại sao lại đi chuẩn bị cung tên cho thợ săn đi, chồng mình là thợ săn đi săn. Đức Phật trả lời là khi mà đó là ngày cái cô vợ của chỉ làm cái bổn phận hàng ngày thì cũng vậy thôi, khi mà cái tâm của cái vị đó muốn chỉ là vì bảo vệ cái thân chủ mình thôi,
thì nó khác, còn cái tâm mà như sư Hình Tệ nói đó, thì nó khác nữa. Tức là tôi chỉ làm luật sư nhưng mà tôi chỉ biện hộ cho thân chủ tôi lo cho thân chủ tôi thoát khỏi cái tội, tôi không cái phần bên kia thì không có, thì nó không sao vậy thôi. Cho câu hỏi. À, cái quý vị nhớ nha, tức là cái vấn đề này nè, mình có một cái cách đó là như thế nào, đó là ví dụ như mình nói là theo như cái tội danh như vậy đó, thì mong tòa án sẽ xử đúng người đúng tội, hoặc là xử cho nó một cách công tâm. Thì khi mình nói như vậy đó, mình hoàn toàn mình không có ý muốn đẩy người ta vào chỗ chết, mà mình chỉ đơn giản là mình muốn là pháp luật quy định như thế nào thì đó là nó như thế đó, chứ còn mình không hề có muốn đẩy ý muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Thì như vậy đó, trong trường hợp đó nếu như mà tòa án có phán quyết cái người này đó là phải phạm tội tử hình đi nữa, thì cũng không có phạm cái giới sát sanh, bởi vì bản thân cái vị luật sư đó không hề có ý muốn giết nhé. Còn nếu có ý muốn giết thì như hồi nãy sư Tuệ Tường đã nói rồi,